Mình Thanh Hòa Sound nè các bạn ơi, mình sẽ kết bạn với một bạn fan kính của mình. Sau khi mình đăng cái clip này lên, mình sẽ ngồi comment ai là người để lại tên nhân vật sớm nhất ở dưới phần bình luận, mình sẽ gửi lời mời các bạn cho bạn đó nha. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình và đồng bọn của mình là sẽ đi giải cứu khủng long nha các bạn, đi tìm quái thạch nha. Thì ở đây các bạn có thấy một cái nhà tù nè. Đây đây đây, đây nè mọi người ơi. Thì hiện đâu, tại đâu. Đây 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 đây. Đây. Hiện tại vậy? Đúng rồi, hiện tại chú khủng long của chúng ta đang bị nhốt ở trong đây nè, nhưng mà mở cửa ra không có được. Đây. Các bạn thấy nó hiện trên màn hình là cái gì không? Hãy thu thập chìa khóa nhà tù trước. Trả lời câu hỏi hả? Đúng rồi, vậy là phải trả lời câu hỏi mới nhận được chìa khóa. Phải có chìa khóa thì mới ấy được. Không, tôi có cái cuốc. Để tôi cuốc. Đâu, cuốc thử ai. Rồi, chuẩn bị ảnh này lôi á. Rớt đi. Bây giờ á, thì ở đây NPC là gấu ma nè. Giờ bây giờ nhiệm vụ của mình á là trả lời những câu hỏi này để đi tìm chìa khóa để giải cứu khủng long xanh. Câu hỏi đầu tiên vậy? Là con trai có gì quý nhất? Trời đất ơi. Cái này là một người đại diện hay là mỗi người trả lời? Bây giờ theo số đông đi. Thì bây giờ Junbi đi, là con trai gì quý nhất Junbi đi. Cái gì quý nhất à? Đúng rồi. Cái con trai. Con trai cái gì quý nhất ta? Mèo đang kia chơi mèo. Không biết. Mèo đang kia chơi. Thôi vậy vui lâu quá tới đây đây. Ở đây cái gì quý nhất? Tôi là biết rồi. Tôi là con trai cái gì quý nhất đúng không? Đúng rồi. Thưa các bạn, đối với tôi thì con trai là tiền là quý nhất. Tiền quý không có tiền không có gì cả. Rồi tới mèo. Con trai hả? Đúng rồi con... cái vỏ của nó thì ngọc trai phải không? Rồi qua đi là tiền. Mèo là ngọc trai. Còn Jun suy nghĩ ra chưa? Em thì chưa, vẫn chưa nha anh ơi. Em rồi. Chưa cho lát trả lời đi. Em xin lỗi. Mình nghĩ đi, em nghĩ đi. Rồi Jun không biết nha mọi người. Mình thì mình không sẽ đối là ngọc trai nha. Ủa? Rồi để là hỏi bạn gấu ma xem như thế nào. Bác gấu ơi, chốt cái đáp án là ngọc trai nha, có đúng không ạ? Ê gấu, bác gấu nói đúng mọi người. Bây giờ mở cái tấm thảm này là được rồi nè. Án là ngọc trai nha. Phan còn ghi gì ở dưới nữa nè. Bạn hãy vào bên trong ngôi nhà. Đâu ngôi nhà đâu hả? Đây, sau lưng nè. Đây. Ồ, vậy là vào bên trong ngôi nhà. Ê, từ xa thấy bắt gấu nữa nè, bắt gấu xanh. Ui. Từ, đợi tôi với. Anh chậm dưới ta. Tôi đi quay vlog nữa, để thấy. Ê, trả lời câu hỏi nữa. Hả? Trả lời câu hỏi cái gì mà càng chơi càng ra nước nè. Gì vậy? Đánh cờ. Đúng chạy. Thấy. Ủa chứ anh nghĩ gì mà hoài á. Không, tôi đang nghĩ tới dụi con mắt nhưng mà phải. Rồi, vậy là mình sẽ chốt đáp án là đánh cờ nha. Jun có đáp án khác không? Không anh. Em nãy em nghĩ cái kia coi như này thôi. Cái kia là gì vậy? Cái gì anh hỏi gì ta? Bây giờ thì bọn mình sẽ chốt đáp án là chơi cờ nha bác gấu. Ui, bác gấu nói chính xác, đúng rồi. Bây giờ mở được cái tấm thảm này rồi á. Đâu anh mở. Ui cái gì kìa? Đáp án là chơi cờ nha. Có con sao nữa nè. Bạn hãy đi lên lầu. Lên lầu? Đâu, đây. Lên lầu. Ghê trời. Ui, ai nè? Gì vậy? Thêm con gấu nữa. Gấu mèo. Con đường nào dài nhất? Giải mã nữa. Con đường nào dài nhất? Con nào ta? Đường đi hả? Rồi, mèo đường đi. Rồi, ba đi với Jun. Theo em nghĩ là đường đi là ơi gì đường đi là hôi long. Em nghĩ là đường đời. Rồi, đường đời. Jun. Em nghĩ là đường cát. Đường anh ơi, anh cười lát vậy, chơi không vậy? Và đường cát dài chỗ nào? Bác gấu ơi, thì bọn em sẽ chốt đáp án là đường đời nha.
Thôi bác gấu nói chính xác mọi người. Bây giờ thì mọi người có thể mở được á. Mở cái tấm rèn này lên được rồi. À được rồi. Có chữ gì phía sau nữa kìa. Bạn hãy tìm đến hồ nước trên lầu. À. Không ra được. Hồ nước trên lầu. Hồ nước ở đâu ta? Hồ nước trên lầu à? Ở bên meo kìa, Ê có thêm bác gấu nữa kìa. Cái gì vậy? À. Cái gì á? Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất? Tiền hả? Cái gì? Mèo thì tiền kìa, còn Jun với bao đì. Jun đi. Cái gì mà của chắc chắn là tiền rồi. À tiền bây giờ không có chồng không có vợ cũng thích cầm mà. Vậy là cái gì ta? Theo BD nghĩ là cái gì? Theo mình nghĩ là cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất nó chính là cầm Bác Cấu ơi, bọn em chú đáp án là tiền nha. Ủa sao không chốt đáp án của tôi, chốt đáp án kia vậy? Theo số đông mọi người. Bác Cấu nói đúng, á mọi người. Bây giờ thì dở màn lên được rồi. Ghi hay nha. Đáp án là tiền. Bạn hãy tìm đến quần đảo gần nhất. Quần đảo à? Quần đảo nào gần nhất? Ủa, anh Vua ơi, sao chỗ này có 5 cái cầu tiêu vậy? Cái cầu giống cái cầu cái chè. Ủa cái gì vậy? Cho nó có cầu cái cha. Ủa cái gì bên kia kìa? Bác gấu sao... sứa. Sao chị kia chỉ đi nhanh vậy? Chỉ làm như ở đây nhà không chỉ gì á. Nhà tôi mà. Ui, tiếp tục là một câu hỏi nữa. Dạ. Cái gì hả? Cái gì bạn nữ cầm dài như trái chuối, được một lúc nó chảy nước ra? Gì vậy? Cái này tôi thua nha mọi người, tôi biết rồi. Mèo rồi mèo. Cái kem hả? Cái kem mà cầm như trái chuối. Cái kem vậy? Như cái chuối được. Cái này là cái gì? Bạn nữ cầm dài như trái chuối. Cầm dài như cái chuối có nghĩa là như trái chuối chứ không phải là trái chuối. Như thôi. Như à? À. Rồi, mèo là kem. Còn body với Jun. Cái gì ta, em vẫn đang suy nghĩ nha. Dài như trái chuối. Cái giòi nước. Cái giòi nước. Giòi nước à? Trái à? Thì em là trái sầu riêng nha. Bác Cấu ơi, cho bọn em chốt câu hỏi là dồi sen nha. Bác Cấu nói sai rồi, mở tấm rèm này không được. Chọn chỗ khác. Chuối. Ủa lộn cái kem. Cái chuối à? Cái kem. Ơi chọn chắc mọi người ơi. Rồi bây giờ thì chốt đáp án của Mèo hồi nãy đi là que kem nha. Đấy. Rồi bây giờ sẽ... kem thì thấy nó hơi vô lý nha. Nhưng mà để lại hỏi Bác Gấu rồi. Anh hỏi thử đi. Phải không? Bác Gấu ơi, bọn em chốt đáp án là que kem nha. Ê Bác Gấu nói đúng mọi người. Bây giờ dở rồi. Ủa cái gì vậy? Ủa? Sao lại que kem? Đúng rồi mà, thì đúng rồi. Nó dài như cái chuối thì nó dài nè. Cầm một lúc nó mới chảy nước ra thì kem nó tan á, đúng rồi mà. Dài như cái chuối chứ đâu phải là trái chuối đâu. Thôi tôi cũng chịu Bác Gấu rồi. Lại có dòng chữ gì dưới nữa nè. Tìm đến kìa. Một chiếc thuyền. Ôi. Có thuyền không? Cái. Đâu. Hướng 3 giờ chiều. À. Chiếc thuyền mọi người. Tôi thấy có anh nào đang đứng đó kìa. Jun ơi, vô xem bói với Jun. Nhìn xui quá. Gì vậy? Vô xem bói với cái này, đã xui vậy. Ủa anh xem muốn hả? Thôi chịu. Gì vậy ta? Tiếp tục giải mã nữa. Lịch nào dài nhất? Lịch sử. Rồi thì đáp án này tôi cũng đồng lòng, không có đáp án nào khác ngoài lịch sử cả. Rồi Jun có đáp án nào khác ngoài lịch sử không? Thôi chứ còn gì nữa anh, lịch sử chứ gì nữa. Vậy là chốt lịch sử phải không?
Đúng vậy. Rồi, rồi, hỏi anh quản gia. À, bọn em chốt đáp án là lịch sử nha anh quản gia. Ui, anh quản gia nói chính xác mọi người, hay quá, hay quá. Ghê vậy. Ghê vậy. Nãy giờ mèo hơi bị ghê nha. Ồ, đáp án là lịch sử. Cái gì á? Chìa khóa bên hông chiếc thuyền. Bên hông hả? Đúng rồi, chìa khóa bên hông chiếc thuyền. Ủa nè. Ê, đâu. Ui. Vậy là chìa khóa này là mở cái cổng cái con khủng long. Đúng, giải cứu khủng long. Để tôi chứ chứ gì vậy? Không, tôi chạy trước rồi. Ở chị kia chứ nhanh với ta. Trời ơi, chơi kiểu đó, chịu ơi. Giang giang kìa. Ủa sao mở không được vậy? Ê. Ờ, đâu coi mấy anh lấy nhầm chìa khóa giỡn mà. Để tôi. Bệnh dài dữ vậy ta. Trời ơi. Được nè. Ơi. Vậy là chúng ta nó thành công thôi. Rồi, vậy là bọn mình đã giải cứu thành công khổng lồ xanh rồi nha mọi người. Yeah. Tăng. Ok, vậy là clip của bọn mình đến đây cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy hay á thì các bạn nhớ để lại một like và một lượt đăng ký kênh nha, để giúp kênh càng ngày càng phát triển nha, vì đó hoàn toàn là miễn phí. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye.